Hello hello, xin chào các bạn, đây là với thuận Capital ngày hôm nay. Thuận đã trở lại rồi các bạn. Hôm nay đó là chiều ngày chủ nhật tại Hoa Kỳ. Bây giờ là khoảng gần 5 giờ chiều giờ Cali thì ở Việt Nam đó các bạn đã bước vào tuần mới rồi là ngày thứ hai tại Việt Nam. Thì trong video này đó thuận dành thời gian để mà chia sẻ những cái thông tin thú vị và những cái tin tức mới liên quan đến thị trường tài chính và những cái sự kiện chúng ta cần phải quan tâm đến trong tuần này. Tuần vừa rồi đó là một tuần mà cũng khá là im lặng các bạn, về mặt thông tin cũng không có nhiều những cái tài liệu Và trong tuần này đó chúng ta lại có nhiều cái sự kiện lớn xảy ra Cuối tuần vừa qua đó thì uh, Thuận có khách đến nhà cho nên cũng không tiện để mà chia sẻ nhiều thông tin Nhưng mà bây giờ Thuận đã trở lại các bạn, chúng ta bây giờ hãy bắt đầu Thì ngay thời điểm này đó các bạn đã thấy là thị trường hợp đồng tương lai ở Hoa Kỳ đã mở cửa Nhưng mà cũng chưa có gì đặc biệt, thường nghĩ là phần lớn chờ đợi có thêm thông tin trước khi mà có sự thay đổi chúng ta nhìn thấy được là thị trường crypto thì sao chúng ta nhìn vào BTC đó thì giá cũng không thay đổi nhiều các bạn cũng như vậy mà thôi chúng ta thấy chúng ta vẫn xoay ở mức là 29.000 30.000 và ngay thì đến bây giờ đó thì giá của BTC là 30.085 và cả cuối tuần qua đó cũng giống như là cả tuần trước chúng ta thấy được cái sự thay đổi nó không có là bao nhiêu hết BTC tiếp tục đi cho một phạm vi đó cực kỳ nhỏ luôn và chúng ta có thể nhìn thấy được là All Coin đó thì uh, tuy là BTC không có nhiều thay đổi nhưng mà trong vòng 24 giờ qua chúng ta thấy là Allcoin cũng có nhiều màu xanh xuất hiện tuy không phải là xanh lắm nhưng mà như các bạn thấy được là có nhiều à coin cũng có sự tăng trưởng là 1%, 2%, thậm chí là 5%. trăm. À, chúng ta có thể thấy được là tổng số vốn hóa đó bây giờ thì tăng 0.5% so với ngày hôm qua. Nhưng mà nhìn chung cái tuần qua đó thì bây tổng số vốn hóa cùng cỡ đó mà thôi khoảng chừng là 1,2 nghìn tỷ. Nếu mình nhìn vào những đồng lớn đó thì cũng tương tự như BTC, không có nhiều thay đổi. Các bạn thấy được là đồng thay đổi nhiều nhất đó, trong vòng 24 giờ qua đó chính là Cardano, nhưng mà chỉ tăng có 2.2% mà thôi. Đồng mà tăng nhiều nhất trong vòng 24 giờ qua đó là Taxcoin các bạn tăng 61%, còn lại thì không đáng kể. Xuống nhiều nhất đó, thì các bạn thấy là cũng không có đồng nào gọi là xuống nhiều hơn chúng ta có XDC xuống 7.6% trong vòng 24 giờ qua nhưng mà trong vòng một tuần qua đó đã tăng 60% rồi các bạn chúng ta cũng có một số những cái thông tin uh, nổi bật cuối tuần này đã thuận đã chia sẻ trên những mạng xã hội đầu tiên hết đó là bây giờ có rất là nhiều những cái thông tin liên quan đến là SEC có ý định để mà kháng cáo cái kết quả của Ripple và SEC liên quan tới XRP không phải là chứng khoán thì tại sao chúng ta lại nghe những thông tin này tại vì ngày thứ sáu đó thì à, luật sư của SEC trong một vụ kiện khác các bạn các bạn đã biết là SEC đã kiện rất là nhiều những cái công ty và một trong những cái vụ kiện đó chính là SEC kiện Terraform Labs và Dogecoin và trong vụ kiện đó nó cũng đề cập đến là token Luna là một chứng khoán thì trong cái vụ kiện đó luật sư của SEC đã đại đơn yêu cầu thẩm phán của vụ kiện đó chứ không phải là thẩm phán Taurus của vụ kiện Ripple và SEC nhưng mà trong cái đơn yêu cầu đó đó thì SEC đã nói là thẩm phán của vụ kiện đó không nên dựa theo quyết định của thẩm phán Taurus trong vụ kiện giữa SEC và Ripple và SEC cho biết là phán quyết về XRP của thẩm phán Taurus là sai thì tuy đây không phải là SEC chính thức kháng cáo tại vì đây là một cái đơn cho một cái điều kiện khác mà thôi nhưng mà ít nhiều gì đó cũng là một cái tín hiệu cho thấy là SEC đang suy nghĩ đến kháng cáo thật ra các bạn thấy được là có đi nhiều cái sự tranh cãi ở trên Twitter hiện bây giờ Có người thì nói là rất rõ ràng khi mà luật sư của SEC đệ đơn yêu cầu này cho thẩm phán khác đó Thì đây là một dấu hiệu là họ sẽ kháng cáo Có người nói là không hẳn đâu, đây chỉ là một trong những cái cách làm để hù mọi người Hay là đây chỉ là một trong những cách để chứng ngang những thẩm phán khác Nói là họ có thể sẽ kháng cáo cho nên đừng có nghe theo lời của thẩm phán Torres Để đừng ảnh hưởng đến những cái vụ kiện khác Chúng ta không biết thực hư như thế nào nhưng mà đối thuận cũng không quan trọng đâu các bạn kháng cáo hay không đó đó là quyền của SEC và kháng cáo thì đương nhiên sẽ có lợi và có hại tôi đã từng chia sẻ với các bạn rồi khi mà SEC quyết định kháng cáo đó thì họ sẽ phải chấp nhận quyết định đó và có khả năng nếu như mà họ lại thua thêm một lần nữa như là XRP một lần nữa được chứng minh bởi một tòa án cao hơn là không phải là chứng khoán đó thì coi như là SEC sẽ mất rất nhiều cơ hội sau này nếu như mà muốn quản lý hình crypto này Tại vì khi một tòa án cao hơn ra quyết định thì quy định đó sẽ có cái sự ràng buộc với những tòa án thấp hơn Chúng ta cũng đã nói về vấn đề này rồi cho nên đây là một cái nguy hiểm mà SEC phải chấp nhận nếu như họ muốn kháng cáo trong khi mà ngay bây giờ chúng ta đã có hai dự luật tại quốc hội và trong hai dự luật đó đó ít nhiều gì cũng cho SEC một cái thẩm quyền trong thị crypto này tuy là không có giao hết quyền nhưng mà ít ra nó cũng có một chút thẩm quyền tại sao lại không chờ đợi trong khi chờ đợi đó thì chúng ta thấy được là những thẩm phán khác cũng không cần phải bị ràng buộc bởi quyết định của thẩm phán Torres nhưng mà nếu như kháng cáo thì là một chuyện khác Kháng cáo hay không đó, chúng ta cứ tiếp tục chờ đợi thôi Nhưng mà sự thật đó, nếu như mà kháng cáo Thì SEC cần phải có một cái lý do chính đáng Và kháng cáo nó sẽ kéo dài các bạn thì được là 2 năm, 3 năm rồi mới bắt đầu xử tiếp Thì cái sự việc này sẽ kéo rất là dài luôn Chứ nó không có phải là kết thúc ngay lập tức đâu các bạn Cho nên những gì đã xảy ra ngày hôm nay đó Sẽ vẫn là những gì đã xảy ra XRP vẫn sẽ được xem không phải là chứng khoán Cho đến khi mà SEC chính thức kháng cáo Và cho đến khi mà thẩm phán chấp nhận cái sự kháng cáo đó rồi bắt đầu ra tòa, có thể là ngày đó là 3 năm, 4 năm, 5 năm sau chúng ta hoàn toàn không có biết các bạn và thẩm phán tòa án cao hơn có chấp nhận kháng cáo hay không, lại là một chuyện khác nữa tại vì không phải ai cũng có thể kháng cáo được các bạn. Nếu như mà một ai đó bị xử thua rồi họ cứ kháng cáo như vậy thì tòa án sẽ rất là bận. Muốn kháng cáo thì phải có lý do chính thức. Và lý do chính thức của SEC đó thì bây giờ họ chỉ nói là thẩm phán Torres đã để thêm một phần mà không có trong cái quy định của How We Test Đó chính là bán cho một tổ đầu tư đó thì khác so với bán ở trên sàn Đây là điều mà SEC không đồng ý Và SEC lập luận đó đây là một cách uh, để mà bảo vệ những nhà đầu tư mà có tiền và không bảo vệ những nhà đầu tư trên sàn nhưng mà nói ngược lại đó thì cũng không phải là đúng đâu các bạn Nếu như là BlackRock đi BlackRock không cho biết thân phận và họ có một cái account ở trên Coinbase thì họ hoàn toàn có thể là đi mua XRP thì ngay cả Blackrock trong trường hợp đó cũng tương tự như người bình thường đi thu mà thôi tại vì Blackrock không biết là họ thu mua XRP đó là đến từ ai thì cái quyết định này từ thẩm phán Thos cũng không có mang ý nghĩa là bảo vệ nhà đầu tư mà không bảo vệ một người bình thường chúng ta hãy chờ đợi xem sao nhưng mà đối với thường đó, thì uh, cho dù là kháng cáo thì kết quả XRP vẫn sẽ là như vậy cho đến khi chúng ta thấy cái ngày ra tòa kế tiếp và nhiều bạn hỏi thuận là thời gian kháng cáo là bao nhiêu lâu thật ra tùy theo là tiểu bang và thuận không phải là một luật sư của bạn nhưng mà thuận cũng đã lên trên google box để hỏi xem coi là luật ở new york thì có bao nhiêu thời gian để kháng cáo thì dựa theo tài liệu từ google cho các bạn thấy được là civil cases có nghĩa là những cái án dân sự có nghĩa là cái án mà hiện bây giờ chúng ta đang nói tới giữa ripple và sec đây là một cái vụ dân sự thì có 30 ngày để mà kháng cáo nhưng mà các bạn nên hiểu đây là cái thời gian đó có thể là được kéo dài nếu như mà có lý do chính đáng và thứ nhì nữa đó là 30 ngày để kháng cáo này là sau khi mà cái vụ việc đã chấm dứt thì bây giờ vẫn chưa chấm dứt các bạn nên nhớ là vẫn còn một phần mà hiện bây giờ vẫn cần phải được đàm phán giữa Ripple và SEC đó chính là cái phần mà công ty Ripple bán XRP cho những tổ chức đầu tư cái phần đó thì thẩm phán Thor sẽ nói là vi phạm luật chứng khoán tại vì đó là một hợp đồng đầu tư cho nên SEC và Ripple cần phải thỏa thuận hai bên xem coi là đóng phạt như thế nào nếu như mà hai bên không thỏa thuận được thì lại phải ra tòa lại phải kéo dài nữa nhưng mà cho đến khi nào có phần nó chấm dứt thì SEC có dựa theo tài liệu này là 30 ngày để mà kháng cáo chúng ta không biết là khi nào họ sẽ quyết định có thể họ ra quyết định ngày mai cũng có thể luôn các bạn đó là quyền của SEC chúng ta chỉ có thể chờ đợi mà thôi nhưng mà như thường vừa chia sẻ đó chưa kháng cáo này nữa thì ta vẫn phải chờ một thời gian dài có thể là hai năm ba năm bốn năm 5 năm năm chúng ta mới bắt đầu lại một lần nữa ra tòa với một tòa án cao hơn về cái vụ việc này và khi mà kháng cáo nó thì tòa án cao hơn chấp nhận hay không vẫn còn chưa biết đó là những gì mà tôi muốn chia sẻ với các bạn về cái sự kiện này một sự kiện mà nhiều người tranh cãi hiện bây giờ và một điều nữa nó khiến cho nhiều người cũng khá là bất an các bạn đó chính là nhiều người nhìn thấy được người trên màn hình không có quá xa lạ với nhiều bạn đó chính là Sam Bankman Free và thấy Sam Free đã đi lại ở New York các bạn thì tại sao Sam Free lại xuất hiện ở New York không phải là đang bị giam lỏng ở San Francisco hay là sao tại sao lại xuất hiện ở đây khiến cho nhiều người có cái lo lắng tại vì chúng ta đều biết được đó là Sam Free thì đang bị cáo buộc bởi rất là nhiều tội các bạn thường nhớ là khoảng chừng 15, 16 cái cáo buộc và trong đó đó thì có một phần đó chính là tội hình sự cho nên nếu như mà tội danh thành lập đó thì Sam Free sẽ phải vô tù rất là nhiều năm các bạn Ước tính bây giờ là có thể là 40 năm, 50 năm Nói tóm lại đó là có thể là cả đời này hay là Nếu như mà không cả đời đó thì có thể khi ra tù đã là một người rất là già rồi Thì đương nhiên với cái vị thế của Simon Free sẽ làm tất cả những gì có thể Để năn nỉ tòa án, năn nỉ bộ tư pháp loại bỏ những cái cáo buộc hình sự dân sự thì có thể là đóng phạt nhưng mà hình sự là một chuyện hoàn toàn khác thì làm sao để có thể thuyết phục tòa án hay là thuyết phục bộ tư pháp được thì chỉ có là phải trao đổi thông tin cho nên nhiều người đã cảm thấy bất an khi mà thấy Simon Free đi lại ở New York và có nhiều tin đồn, bây giờ vẫn chưa có chính thức nhưng mà có nhiều tin đồn đó, nói là Simon Free đã đồng ý để làm người chỉ điểm, có nghĩa là Simon Free đó, trong lúc mà thời nổi đó các bạn thì đương nhiên đã có nhiều sự quan hệ có nhiều cái thông tin, có thể là thông tin uh, của Justin Sun, có thể là thông tin từ CG của Binance, chúng ta không biết được nhiều người thì cảm thấy là khả năng cao sao free có thể đã chia sẻ gì đó để trao đổi thông tin với lại bộ tư pháp để mà giảm án xuống Chúng ta tiếp tục chờ đợi thôi các bạn Nhưng mà nhiều người nói bộ tư pháp rất là im lặng thời gian gần đây Thì một ngày nào đó đột nhiên chúng ta thấy bộ tư pháp hành động Thì uh, sẽ là chuyện lớn trong hình khuyết tuần này Đó là hai điều mà khiến cho nhiều người bất an trong cuối tuần qua Đương nhiên nếu như mà SEC quyết định chính thức là kháng cáo hay là Salmon Free đã hợp tác với Bộ Tư pháp và Bộ Tư pháp đã hành động nên thì đương nhiên sẽ ảnh hưởng đến giá cả ngắn hạn nhưng mà về dài hạn đó thì uh, thuận thà là SEC hay là Salmon Free muốn làm gì thì làm bây giờ đi các bạn để chúng ta có thể là quét hết những gì mà cần phải xử lý rồi chúng ta bắt đầu một cái mùa tăng trưởng mới có một cái sự vững chắc hơn là mọi thứ nó cứ giống như là một đám mây đen bao trùm cả nền kinh tế này khi nào mà có thêm thông tin thì mình chia sẻ với các bạn chúng ta cũng có một người đã nói chuyện với quốc hội trong ngày thứ sáu các bạn đó chính là dân biểu Mike Flood thì Mike Flood đã nói với quốc hội là Hoa Kỳ có thích hay là không thích tài sản kỹ thuật số thì cũng không thay đổi được tương lai đâu. Hoa Kỳ sẽ dẫn đầu hay là đi sau là quyết định của quốc hội này. Và cái mà Mike Fleur muốn nói tới đó là chúng ta đang có hiện bây giờ là hai cái dự luật. Một cái đến từ Hạ Viện, một cái đến từ Thượng Viện. Cái dự luật đến từ Hạ Viện đó là dự luật thuận chia sẻ ngày thứ sáu với các bạn. Đó là cái dự luật liên quan đến phát hành token Chứng khoán là gì, rồi uh, token được quản lý bởi CFTC là gì? Nói chung nó uh, làm rõ định nghĩa của những token này để thị trường có thể tiếp tục tiến tới và cái dự luật đến từ thượng viện đó uh, là dự luật liên quan đến stablecoin liên quan tới DeFi liên quan tới KYC. Hai dự luật này uh, là cực kỳ quan trọng để có thể trở thành một khuôn khổ pháp lý mà Hoa Kỳ đã nói tới trong nhiều, nhiều năm nay. Thì bây giờ my uh, nói tóm lại thì muốn quốc hội chú tâm hơn thúc đẩy những cái luật này tại vì rất rõ ràng là tình hình của crypto Hoa Kỳ ra càng ngày càng nó phức tạp hơn nhất là sau khi chúng ta lại thấy cái quyết định đến từ thẩm phán Torres nói XRP và chứng khoán rồi SEC vẫn không đồng ý thì chứng khoán là gì, token là gì, mọi thứ bây giờ vẫn chưa rõ ràng nhưng mà không phải có nghĩa như vậy các bạn có một số những cái chính trị gia của đảng dân chủ thì đang cáo buộc là những người ở đảng cộng hòa đó muốn thúc đẩy cái sự phát triển crypto tại vì tư lợi tại vì họ muốn giúp đỡ những người bạn của họ ở wall street giúp đỡ những người mà có tiền đầu tư hiện bây giờ nhưng mà không nên quan tâm đến luật crypto bây giờ trong khi mà có nhiều thứ khác quan trọng hơn giống như là một cái dự luật liên quan đến nông nghiệp ở hoa kỳ à, và quan tâm đến crypto bây giờ hơn là việc đó là không có đúng nhưng mà thật ra điều này cũng không phải đâu các bạn chúng ta cũng đã biết đó là dự luật liên quan đến crypto chúng ta nói tới nhiều năm rồi Quốc hội Hoa Kỳ đã muốn có một khuôn khổ pháp lý cho crypto có thể nói là 5 năm qua rồi 5 năm qua vẫn không có bất cứ một cây động tĩnh gì cho đến ngày hôm nay các bạn và chúng ta đang thấy là những quốc gia khác đó họ đã quá mệt mỏi rồi cho nên họ cuối cùng đã ra quyết định là sẽ đi trước một bước giống như là chúng ta đã nói tới là ở châu Âu thì có MiCA, ở nước Anh bây giờ chúng ta cũng thấy là sắp sửa đưa ra một cái khuôn khổ pháp lý chúng ta thấy là những quốc gia khác thậm chí là Hồng Kông cũng đã có động tĩnh rồi bắt đầu đã cởi mở hơn về luật crypto bạn thấy là Singapore, những quốc gia khác thì đều đã tiến tới để ủng hộ sự phát triển của thị trường này trong một khuôn khổ lý riêng của họ ngoại trừ Hoa Kỳ mà thôi. Cho nên nếu nói đó là ưu tiên dự luật này trong khi có nhiều dự luật khác quan trọng hơn thì hoàn toàn không phải đâu tại vì chúng ta đã nói tới rất nhiều năm rồi tại sao tới bây giờ vẫn chưa có luật và chúng ta cũng đã biết là cách đây 2 năm năm 2021 đó thì đã có nhiều tiến triển ngay lúc đó các bạn thấy được là cả hai đảng đảng cộng hòa và đảng Dân Chủ thì đều muốn ủng hộ sự phát triển Nhưng mà cuối cùng là Simon Free đã khiến cho mọi thứ nó phức tạp hơn bởi nhiều đảng viên của đảng dân chủ đã không muốn đụng tới crypto tại vì họ sợ liên lụy sau khi mà Simon Free bị cáo buộc bởi bộ tư pháp và sau đó đó thì họ lại nghe cái lời đường mật đến từ chủ tịch Gail Gensler nói là đừng lo đừng quan tâm đến luật tại vì luật đã khó rồi tôi sẽ áp dụng luật chứng khoán vào crypto tin tôi đi họ tin Gail Gensler hai năm qua kết quả thì là sao các bạn kết quả các bạn đã biết là một cái sự hỗn loạn hiện bây giờ cho nên nếu nói là đảng cộng hòa ưu tiên crypto Tại vì có tư lợi riêng đó thì cũng không hoàn toàn đúng đâu các bạn Chỉ là bây giờ một cái sự việc mà có thể trước đây đó có thể từ từ giải quyết Bây giờ đã trở thành một cái sự việc nó quan trọng hơn Tại vì chúng ta thấy càng ngày càng không rõ ràng Thì những người đầu tư trong thị trường này đã không có được cái sự bảo vệ cần thiết và những công ty đầu tư thị trường này cũng không được sự bảo vệ cần thiết luôn Tại vì SEC cứ kiện hết ngày tới người kia Và mỗi lần mà một công ty, một dự án bị đóng cửa đó Thì lại ảnh hưởng đến những người làm việc dự án đó Các bạn người ta bị sa thải Đương nhiên ảnh hưởng đến thuế, ảnh hưởng tới rất nhiều thứ và có thể là nhiều bạn đã nhớ đó chúng ta đã thấy tuần vừa rồi thì đã có một ngọn nến màu đỏ xuất hiện rất nhanh chóng Thì dựa theo tài liệu từ Crypto hoa thì họ nói là họ đã xem xét dữ liệu on-chain và cho thấy được là chính phủ Hoa Kỳ đã bán 8.200 BTC Chúng ta đã nhớ là tuần trước đó nữa ngày 12 đó đã có một cái số lượng BDC di chuyển tổng cộng là 9.826 BDC di chuyển từ cái ví của chính phủ Hoa Kỳ. Chính phủ Hoa Kỳ đó thì uh, vẫn đang lưu trữ rất là nhiều BTC hiện tại, còn lại khoảng chừng 195.307 BTC sau khi mà 9.826 BTC đã di chuyển rồi. Và cái số lượng BTC này đó là tịch thu từ cái vụ hát của siêu Road trước đây. siêu Road là cái trang web bán hàng cấm các bạn. Thì sau đó, đó chính phủ Hoa Kỳ cũng đã đưa ra thông báo hồi tháng 3 là trong năm nay họ sẽ bán tổng cộng là 5 lần mỗi lần là con số là có thể khoảng chừng 9.000 mấy BTC à, họ đã bán lần đầu tiên hồi tháng 3 và còn 4 lần nữa chúng ta đã biết cuối cùng là thì tháng 7 này là cái đợt thứ nhì là họ bán có nghĩa là từ đến cuối năm thì họ còn sẽ bán thêm tổng cộng là 3 lần nữa con số bao nhiêu chúng ta không có rõ nhưng mà thường nghĩ là cũng cỡ đó thôi đợt này thì dựa theo crypto hoa họ bán 8.200 BTC điều quan trọng hơn đó là crypto hoa nói là họ đã bán rồi chứ không phải là chưa có bán hay là chuẩn bị bán cho nên chúng ta thấy được giá cả hiện bây giờ đã phản ứng khi mà có thông tin này rồi chứ không phải là chúng ta đang chờ đợi khi nào họ mới bán đó là điều mà các bạn nên hiểu ở đây Chúng ta hãy nói tới một số những cái sự kiện nổi bật trong tuần này đi Thì tuần này là một tuần mà cũng rất là sôi động các bạn Trước hết á, là ngày thứ ba tại Hoa Kỳ Chúng ta sẽ có cái thông tin liên quan tới S&P Case-Shiller Home Index Đây là một cái chỉ số liên quan đến tình hình nhà cửa Hoa Kỳ Và có thể nhiều bạn nào mà theo dõi kênh cũng đã biết là nhà Hoa Kỳ lại tăng trở lại các bạn Chúng ta thấy được chúng ta đang sống ở trong một cái thế giới cực kỳ khó hiểu luôn lãi suất tăng cao hiện bây giờ các bạn muốn mượn tiền mua nhà đó là 7 chấm hai bảy phần trăm các bạn để có thể là mượn tiền mua nhà được đây là một cái phần trăm cực kỳ cao so với lịch sử các bạn đã nhớ đó là nhiều khi mượn tiền mua nhà ở hoa kỳ giống như là lúc mà có đại dịch hay là cách đây 10 năm đó thì chỉ có hai ba phần trăm mà thôi bây giờ lãi suất lên tới 7 chấm phần trăm mà ngược lại giá nhà không giảm mà còn tăng nữa các bạn chúng ta thấy được dựa theo tài liệu đó thì chúng ta đã thấy là cái giá nhà trung bình ở Hoa Kỳ đã tăng ngược trở lại bây giờ trung bình ở Hoa Kỳ là 410.200 đô đây là trung bình mà thôi mỗi tiểu bang và thành phố thì giá nhà nó khác nhau có chỗ mắc hơn có chỗ thấp hơn nhưng mà đây là cái giá trung bình và cái mức này đã chỉ cách cái đỉnh của năm ngoái một phần trăm mà thôi các bạn chúng ta thấy được là giá nhà hầu như đã hồi phục trở lại rồi trong cái lúc mà Fed tăng lãi suất thì giá nhà đúng là đã giảm xuống trung bình từ 413.800 hồi tháng 5 năm 2022 rồi tới khoảng chừng là cuối năm ngoái đã giảm xuống còn 361.200 nhưng mà đã nhanh chóng tăng ngược cho lên rồi có nghĩa là chúng ta đang chứng kiến giá nhà Hoa Kỳ gần như muốn lập đỉnh mới trong khi lãi suất cực kỳ cao thì tại sao vậy các bạn tại vì các bạn thấy là cái lãi suất cao như vậy khiến cho nhiều người có thể là họ trong tình hình bình thường là bán nhà rồi đổi ra cái nhà mới hơn, lớn hơn hay là đổi tới một khu khác ở gần gia đình vân vân thì những người đó đó họ lại dầm chân tại chỗ tại vì khi mà họ bán nhà rồi thì bây giờ họ chỉ trả ngân hàng có 3% lãi suất mà thôi khi mà bán nhà rồi họ phải chấp nhận lãi suất cao hơn gấp đôi luôn thì cái số tiền họ trả hàng tháng sẽ tăng lên rất là cao cho nên họ thà là ở nguyên một chỗ chứ không bán dẫn đến không đủ nhà để bán các bạn cho nên giá nhà lại tăng ngược cho lên một cái tình hình rất là khó hiểu nhưng mà đã xảy ra rồi các bạn và đây cũng là lý do tại sao mà thường thường hay nói với các bạn đó là những cái ước tính đến từ những cái chuyên gia kinh tế đó thì họ thường sẽ không có đúng đâu các bạn lý do là sao mà những chuyên gia kinh tế thường đoán sai tại vì những chuyên gia kinh tế đó họ gây dựng những cái mô hình và họ nghĩ là nhiều người trên thế giới này đó sẽ rất là logic như là hành động một cách logic nhưng mà trên căn bản đó mỗi người đều có mọi vị thế khác nhau và hành động cũng không hoàn toàn logic khiến cho những mô hình đó đó nó hay bị chênh lệch và không đúng sự thật các bạn dẫn đến nhiều chuyên gia nghĩ là giá nhà hoa kỳ sẽ giảm sâu nhưng mà ngược lại đã không rồi các bạn các bạn đã biết là Thuận cũng có một cái phần may mắn thường cũng đã mua nhà cách đây vài tháng cho nên chúng ta thấy được là cái giá nhà đó thì cũng đã tăng lên và thịnh cũng đã có thể mua được ở mức coi như là thấp hơn nếu như mua năm ngoái năm ngoái các bạn đã biết là Thuận cũng trong chờ giá nhà xuống để mà mua thêm một căn nhà nhưng mà cuối cùng đó, Thuận cũng đã nhận được là giá nhà không có xuống bao nhiêu đâu các bạn tại vì chúng ta đã thấy cái số lượng nhà không có nhiều thì thuận mua nhà để ở cũng không có quan tâm nhiều đánh giá lên xuống đâu các bạn nhưng mà đây là cái tài liệu liên quan tới tình hình giá nhà Hoa Kỳ thường muốn chia sẻ chúng ta cũng sẽ thấy được là ngày thứ tư tại Hoa Kỳ là một ngày cũng rất là quan trọng đó chính là ngày mà Fed sẽ công bố lãi suất trong tháng này các bạn và cho tới bây giờ tôi nghĩ là nhiều bạn cũng đã biết là Fed sẽ tăng lãi suất dựa theo CME đương nhiên chúng ta sẽ không biết một trăm phần trăm là Fed sẽ làm gì cho đến khi mà Fed ra quyết định nhưng mà bây giờ các bạn thấy là dựa theo hợp đồng tương lai của CME đó là 99.8% phần 99 trăm chín mươi chín phần trăm nghĩ là Fed sẽ tăng thêm 0.25 và đối với lại ngân hàng Goldman Sachs thì họ dự kiến đợt tăng lãi suất này sẽ là lần cuối cùng chúng ta cũng hy vọng là như vậy nhưng mà chúng ta sẽ biết sớm các bạn khi nào mà có thông tin thì chia sẻ và sau đó sẽ có một cái cuộc họp báo vào chiều ngày thứ tư tại Hoa Kỳ sau khi mà công bố lại sức 30 phút đó thì họp báo thường sẽ chia sẻ trực tiếp trên mạng xã hội với các bạn kế đó nữa đó là ngày thứ năm chúng ta lại có một thông tin rất lớn đó chính là thông tin liên quan đến chỉ số GDP ở Hoa Kỳ có nghĩa là chỉ số Tổng sơn là bước đầu các bạn. Thì cái quý vừa rồi nghĩa là quý 1 ra chúng ta đã có chỉ số GDP là 2.0, nghĩa là tăng trưởng nhưng mà nó chậm lại cái quý 2 này thì ước tính bây giờ là 1.7% có nghĩa là cũng tăng trưởng nhưng mà còn chậm hơn nữa. Nói chung đó thì dựa theo GDP hiện bây giờ thì Hoa Kỳ không có đi vào suy thoái nhưng mà nền kinh tế đang từ 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 từ, từ chậm lại. Và chúng ta cũng đã thấy được là trong cái ước tính của Fed thì đã có con số cao hơn là 2.4% nhưng mà những Wall Street thì họ nghĩ là sẽ còn có 1.7% mà thôi. Chúng ta nhìn vào ngày thứ sáu đó thì lại có một thông tin lớn nữa đó chính là chỉ số phần trăm là Phát Fact PCE sẽ được công bố Đây là những cái thông tin nổi bật trong tuần này Thuận muốn mang đến cho các bạn Một điều nữa, những bài nào mà là fan của Litecoin đó, thì Litecoin sẽ có được Halving kế tiếp Chỉ còn 9 ngày 20 giờ nữa thôi các bạn là sẽ có một cái đợt Halving for Litecoin Và trong đợt Halving này đó, thì các bạn sẽ được là cái số lượng Litecoin được đào ra một block đó thì sẽ bị giảm phân nửa Tương tự như là BTC mỗi lần mà có Halving Tại vì Litecoin là một cái đồng mà nó dựa theo mã nguồn của BTC trước đây rồi thay đổi một chút nhưng mà các bạn đã thấy được là cái số lượng Litecoin bây giờ mỗi lốc là 12.5 Litecoin khi mà có bình rồi chỉ còn có 6.25 mà thôi Ngoài những thông tin đó ra đó thì à, Thùng muốn dành thời gian còn lại Thứ nhất là muốn nói với các bạn về một cái chương trình liên quan đến kỷ niệm 6 năm của Thuận Capital Và sau đó Thùng muốn chia sẻ với đầu tư Chúng ta cũng sẽ cùng nhau để mà chung mình giá tuần này Thì các bạn đã biết kênh đã tiến gần đến à, kết thúc 6 năm rồi Và chúng ta sẽ bước qua là năm thứ bảy Một lần nữa đó Thuận muốn rất cảm ơn các bạn đã theo dõi ủng hộ kênh ủng hộ Thuận, ủng hộ đội của Thuận Capital trong vòng bao nhiêu năm qua không có các bạn thì uh, Thuận sẽ không thể tiếp tục đến ngày hôm nay đâu Và chúng ta thấy được là chỉ còn vài ngày nữa Thuận sẽ cùng các bạn bước sang năm thứ bảy Đồng hành cùng các bạn ở trên thị trường crypto này Thuận đó thì không thể nào bỏ qua dịp này để mà gửi những lời cảm ơn Như là thường vừa chia sẻ với các bạn đến tất cả những bạn mà đang ủng hộ kênh Để thêm ý nghĩa đó thì uh, Thuận và team sẽ dành ra một cái phần quà tri ân Để gửi đến các bạn Mặc dù là Thuận muốn trao hết tất cả quà cho tất cả mọi người ủng hộ kênh Nhưng mà cái bảo ủng hộ Thuận Capital nhiều quá cho nên Thank you các bạn. Thuận sẽ tổ chức một cái phần quà tặng nho nhỏ và có một số điều kiện để các bạn có thể tham gia để có thể trúng thưởng những quà tặng này. Và cơ cấu phân bổ đó là trên 3 kênh Facebook, Twitter và Youtube với những phần thưởng sau. Và đây là một cái phần thưởng được tài trợ một phần bởi Treasure các bạn. Thì cái phần thưởng nó sẽ chia ra làm 3 phần. Đó là đầu tiên là ba ví lạnh hiệu Trezor Model T, 6 ví lạnh hiệu Trezor Model 1. 89 áo kỷ niệm logo Thuận Capital 6 năm một chặng đường và sẽ phân bổ như Thuận dự chia sẻ đã trên ba kênh chính. Thứ nhất là ở trên Facebook thì Facebook sẽ có một giải nhất là một ví lạnh Trezor Model T và một cái áo kỷ niệm. Hai giải nhì mỗi giải là một ví lạnh Trezor Model 1 và một cái áo kỷ niệm và 20 giải kỷ niệm mỗi giải là một cái áo kỷ niệm. Và các bạn thấy được là điều kiện thì nằm bên dưới Thuận sẽ để những cái thông tin này ở trong phần mô tả video để các bạn có thể tìm hiểu kỹ càng hơn. Còn ở trên Twitter đó thì cũng có phần tương tự các bạn là có một giải nhất là một ví lạnh cho Zoom Model T và một áo kỷ niệm hai giải nhì là mỗi giải một ví lạnh cho Model One và một cái áo kỷ niệm và 20 giải kỷ niệm mỗi bạn sẽ nhận được là một cái áo kỷ niệm và điều kiện cũng nằm bên dưới này những điều kiện cũng rất là đơn giản các bạn chỉ cần là theo dõi kênh retweet chia sẻ thông tin mà thôi và ở trên kênh YouTube thì cũng tương tự các bạn sẽ có một giải nhất hai giải nhì và 20 giải kỷ niệm điều kiện thì cũng tương tự như là các bạn đã đọc bên trên nhưng mà ở trên YouTube thì có phần khác một chút tại vì tính các video cũ đã có comment ngày 23 tháng 7 trở về trước, nếu có comment mới sẽ không được tính. Các bạn có thể comment các video mới kể từ ngày 24 đến hết ngày 28 tháng 7 cho nên các bạn nhớ comment trong cái video này. Thì các bạn được là ngoài ra đó thì những bạn nào mà đã mua ví chữ lạnh của kênh Thuần Capital cũng sẽ được quay thưởng 20 áo kỷ niệm cho những bạn nào mà đã order thành công từ trước cho đến ngày 23 tháng 7 Các bạn chỉ có thể nhận áo nếu như các bạn đã mua ví trước đây rồi Thì có rất nhiều bạn hỏi thuận là có bán áo hay là có bán nón hay là gì hay không Thì kênh Thuận Phải được không có thực sự kinh doanh nhiều các bạn Tại vì phần lớn nó Thuận chỉ muốn tặng những cái đồ vật này cho các bạn mà thôi Hy vọng là các bạn tiếp tục ủng hộ kênh và tham gia Và chúc các bạn may mắn Và thời gian đó Chương trình này sẽ từ ngày 23 tháng 7 đến hết ngày 28 tháng 7. Thời gian cũng không phải là nhiều lắm và tổng hợp quay thưởng và công bố trên kênh Thuận Capital YouTube vào ngày 29 ngày 30 tháng 7 một trong hai ngày đó. Liên hệ xác nhận à, nhận thưởng từ ngày 1 tháng 8 đến ngày 3 tháng 8 Nếu như quá thời gian đó, thì bên Thuận sẽ không có thể hỗ trợ các bạn được Và trả thưởng trong vòng 15 ngày Nhưng mà nào mà ở nước ngoài đó, thì chỉ có thể nhận giải tại địa chỉ Việt Nam Ngoài chứ các bạn ở Hoa Kỳ thì có thể gửi trực tiếp Nhưng mà nào mà ở những quốc gia khác đó, mà không phải Việt Nam hay là Hoa Kỳ à, Thì nếu như các bạn trúng thưởng mà các bạn có người nhà Việt Nam Thường cũng có thể gửi đến đó được Chứ còn nếu như gửi đến quốc gia khác đó, thì nó hơi khó khăn đối với Thuận và đối với lại Trezor đó thì họ sẽ gửi trực tiếp từ cái store Trezor của họ à, cho nên những bài nào mà chúng dài nhất hay là giải nhì đó thì các bạn cần phải chờ một thời gian nó lâu hơn tại vì sẽ gửi trực tiếp từ cái trụ sở chính của công ty Trezor những thông tin chi tiết sẽ là bên dưới cái video này và hôm nay thằng cũng dành thời gian để mà update danh mục đầu tư với các bạn tại vì thường mỗi hai tuần thì sẽ update một lần thì trong cái kỳ này đó chúng ta sẽ thấy được là có một cái sự thay đổi một chút không phải là nhiều lắm các bạn những đồng lớn như là các bạn thấy được ở BTC thì vẫn chiếm cái phần trăm tương tự như trước đây là khoảng 67 phần trăm kế đó nhiều nhất cái thuần lưu trữ là Ethereum 22 phần trăm BNB thuần lưu trữ là vẫn đứng hạng thứ ba các bạn là khoảng 5 phần trăm Kế đó nữa là Cardano là khoảng 2% các bạn XRP đó Thì bây giờ các bạn thấy được là đã tăng lên Trước đây chỉ có khoảng chừng dưới 1% Nhưng bây giờ đã lên gần 2% rồi Lý do tại sao là tại vì các bạn thấy XRP đã tăng trưởng nhiều Sau khi mà có cái kết quả của điều kiện Và các bạn đã biết là Thuận đã thu mua XRP Một thời gian cũng dài rồi các bạn Trước đây đó thì XRP nó nằm ở trong cái phần này à, Phần này là cái phần order Nghĩa là những cái đồng khác Trước đây một phần nhỏ mà thôi Rồi sau đó tới thời điểm là khoảng ngày 24 tháng 9 năm 2022 đó, Lúc đó thì Thuận đã bắt đầu à, chú tâm tích lũy nhiều XRP hơn Không phải là Thuận biết trước kết quả đó các bạn Mà chỉ là lúc đó, đó Thuận cảm thấy XRP vẫn là một đồng vốn hóa lớn Và nó không có cái sự cân bằng à, hợp lý trong cái danh mục tư của Thuận Cho nên Thuận đã chú tâm tích lũy nhiều hơn từ thời điểm đó Và mãi tới bây giờ thì ngay bây giờ đã XRP chiếm là 1.85% Kế đó là ma được các bạn ma được thì chiếm cái phần trăm là khoảng 0.4% đường zoom và các bạn thấy rõ hơn và sau đó là đồng Dos 0.6% phần trăm chúng ta thấy được là chúng ta có một số đồng nhỏ khác đó bây giờ chiếm khoảng chừng là 0.2% à, của danh mục đầu tư của thuận thì những đồng này đó là những đồng nó nhỏ hơn nhưng mà tại vì gần đây o có cái sự tăng trưởng cho nên cái phần trăm này nó tăng lên nhiều so với lại à, những tuần trước đó các bạn và Solana thuận lưu trữ là 0.48% Dogecoin là 0.57% và đây là kết cấu danh mục đầu tư thì bây giờ của thuận cũng không có gì gọi là quá khác biệt nhiều so với những à, cái à, tuần trước đó và đương nhiên các bạn đã biết đây chỉ là thuận chia sẻ để các bạn nắm bắt được thuận đang lưu trữ những cái đồng nào mà thôi để các bạn có thể hiểu được khi mà thuận chia sẻ thông tin hàng ngày nó có một sự rõ ràng hơn và đương nhiên thời gian của thuận và cái tài nguyên của thuận là có hạn thuận không phải là đầu tư tất cả cái đồng được cho nên à, thuần chỉ có thể lựa chọn một số đồng có vốn hóa lớn mà thuần tin tưởng mà thôi những đồng mà các bạn nhìn trên màn hình cũng không có nghĩa là các bạn nên đầu tư những đồng mà không có trên màn hình cũng không có nghĩa là những đồng đó không tốt chỉ là như thuần vừa chia sẻ thuần không thể nào mà có thời gian để tìm hiểu tất cả các đồng mà đầu tư tất cả các đồng được À, và đương nhiên như thuận chia sẻ đây là update mỗi hai tuần để các bạn theo dõi quá trình đầu tư thông tin chỉ dùng để mà tham khảo mà thôi không phải là lời khuyên đầu tư vì mỗi người có mọi vị thế thời gian và nhu cầu đầu tư khác nhau và hai tuần qua đó thì thuận vẫn tiếp tục chung mình giá ethereum và xrp ethereum thì các bạn đã biết là thuận là một người mà rất thích ethereum còn xrp đó thì thuận muốn tiếp tục nâng phần trăm lên cho nó phù hợp với vốn hóa trong danh mục đầu tư của thuận còn cái tổng như mà đầu tư đó thì hiện bây giờ các bạn thấy là tiền mặt thì cũng cỡ đó 8%, crypto vẫn là phần lớn nhất các bạn 58% của tài sản thuần bây giờ nằm ở trong crypto. À, kế đó nữa các bạn thì bất động sản đó thì chiếm gần như 30% và phần còn lại là stock các bạn cổ phiếu chỉ chiếm có 4.2% mà thôi. Và thường luôn muốn phần trăm này nó có cái sự tăng trưởng nhưng mà các bạn thấy với cái vốn hóa hiện bây giờ thì stock là một phần nhỏ tại vì thuận vẫn lưu trữ rất nhiều crypto và hôm nay là chủ nhật thì đương nhiên như là mọi ngày chủ nhật ở hoa kỳ chúng ta sẽ cùng nhau trung bình giá cái account demo mà thôi các bạn đã tạo ra năm ngoái các bạn đã nhớ đó là cái account này chúng ta tạo ở trên coinbase và chúng ta có hai đồng bitcoin và ethereum thì mỗi một tuần chúng ta trung bình giá 100 đô la vào Bitcoin và Ethereum và chúng ta trung bình giá từ thời điểm là ngày 4 tháng 4 năm 2022 nghĩa là hơn một năm trước đây lúc đó giá của BTC là 46.622 và một lần nữa để thường nhắc lại các bạn nhớ đó chúng ta cũng đã trung bình giá Ethereum 100 đô mỗi tuần cũng cùng ngày đó, lúc đó giá của BTC uh, là 46.000 nghìn Ethereum là 3.514 đô. Và cho đến bây giờ đã tuy giá vẫn cách xa cái mức chúng ta bắt đầu chung bình giá nhưng mà các bạn thấy là chúng ta đã có tổng lợi nhuận là 23% hiện bây giờ. Nếu chúng ta chỉ uh, tính riêng uh, BTC ra thì lợi nhuận là gần như 30% và nếu ta chỉ tính riêng Ethereum nó lợi nhuận là khoảng chừng gần 18%. Thì trong tuần này chúng ta lại sẽ tiếp tục chung bình giá, nhưng mà các bạn đã thấy là cho dù giá vẫn cách xa cái mức chúng ta bắt đầu nhưng mà ngay bây giờ vẫn có lời tại vì sao các bạn tại vì chúng ta đã thực hiện kế hoạch trung bình giá và chúng ta chỉ mới trung bình giá hơn một năm mà thôi trung bình giá sẽ có hiệu quả rất là cao khi mà các bạn trung bình giá đúng tài sản và tài sản nó tăng trưởng theo thời gian các bạn cứ nghĩ đi, khi mà BTC hay Ether trở lại cái mức đỉnh cũ đó thì cái phần trăm này nó sẽ như thế nào. Bây giờ chúng ta hãy cùng nhau trung bình giá tuần này đi. Chúng ta sẽ bắt đầu trung bình giá cho BTC thì 100 đô bây giờ ở mức là 30.075 chúng ta thực sự không mua được nhiều BTC như như là cách đây khoảng chừng là vài tháng nữa các bạn, chúng ta chỉ có thể mua được tổng cộng 0.0033 BTC mà thôi. Trong submit coi như chúng ta cũng đã thành công trung bình giá cho tuần này cho BTC chúng ta cũng sẽ làm cái điều tương tự đối với lại Ethereum thì cũng tương tự chúng ta sẽ add transaction 100 đô thì ở mức 1889 chúng ta chỉ có thể mua được 0.053 Ethereum mà thôi trong submit và coi như chúng ta cũng đã thành công chung bình giá tuần này rồi chúng ta sẽ tiếp tục trở lại để mà quan sát account demo này tuần sau Chúng ta còn một thông tin nữa có thể là nhiều bạn có thấy thú vị đó chính là Elon Musk đã quyết định đổi tên Twitter và logo của Twitter đó trở thành X các bạn và Twitter sẽ đổi thành là X.com và cái logo con chim của Twitter sẽ đổi thành là chữ X thì nhiều bạn sẽ cảm thấy là tại sao lại đổi thành x thật ra đó elon musk là một trong những người mà rất là thích cái chữ x các bạn để thường chia sẻ để bạn hiểu rõ hơn thì đối với elon musk các bạn đã biết là bắt đầu từ năm 1990 đó thì elon musk đã bắt đầu bán những cái máy bi tính từ cái phòng đại học của elon musk sau đó, đó ở năm 1995 thì Elon Musk đã mở một công ty có tên là Zip2 các bạn và sau đó công ty này đã bán cho Compaq và từ đó có tiền để Elon Musk bắt đầu là cũng bắt đầu là từ X các bạn có một công ty Elon Musk đã mở ra có tên là X và đây là một công ty liên quan đến tài chính và công ty này đã cuối cùng đã được mua lại bởi PayPal cho nên sau đó thường nhớ là Elon Musk đã có được khoảng 190 triệu đô la thời điểm đó rất là lớn các bạn và từ đó nó mới có vốn để mà mở SpaceX Tesla một lần nữa sau khi bán công ty X cho PayPal thì các bạn đã thấy là Elon Musk đã mở công ty liên quan đến tàu vũ trụ nhưng mà có tên là SpaceX. Các bạn thấy được là Elon Musk rất là thích cái chữ X và thậm chí các bạn đã biết là Tesla là cũng có Tesla Model X. Và các bạn cũng đã biết là Elon Musk cũng có một đứa con có tên là X. Nói chung đó, X là một cái chữ mà Elon Musk rất là thích và các bạn đã biết là ngay cả cái công ty AI gần đây của Elon Musk cũng gọi là XAI thì X là một cái chữ Elon Musk thích và cũng là một cái thương hiệu mà Elon Musk muốn là nó có một cái điểm chung trong nhiều cái công ty khác nhau mà Elon Musk đang vận hành cho nên Twitter đổi thành X Cũng là một điều mà dễ hiểu mà thôi Nhưng mà quan trọng hơn đó không phải là Twitter gọi là gì Mà quan trọng hơn nữa đó là các bạn thấy được là Linda Yacarino Cũng đã xác nhận ngày hôm nay đó là Twitter Không những là chuyển thành X logo cũng sẽ chuyển thành X Mà công ty này sẽ là một công ty mà không chỉ riêng là cung cấp mạng xã hội mà sẽ là một công ty sẽ từ từ đi vào AI, từ từ đi vào những cái ứng dụng khác như là tài chính. Nói chung đó thì cái tầm nhìn của Elon Musk là sẽ đổi Twitter thành một cái công ty có một hệ sinh thái nó tương tự như là WeChat. Đó chính là cái suy nghĩ của Elon Musk hiện bây giờ và đây là bước đầu tiên từ từ thay đổi cách nhìn của mọi người về cái ứng dụng này. Bởi ứng dụng này ra sẽ ngày càng có thêm nhiều công dụng mới. Đó là cái sự chia sẻ đến từ Linda Yaccarino và chúng ta sẽ thấy công ty Twitter sẽ trở thành X Corporation. Và cái tên miền x.com bây giờ các bạn có thể vào cho và nó sẽ chuyển đến twitter.com. Nói chung tên miền cũng đã mua luôn rồi các bạn. Đây là một cái bước tiến tới sẽ rất là nhanh chóng đối với lại Elon Musk. Tên sẽ được thay đổi cũng rất là nhanh. Và đây là tất cả những thông tin mà Thuận muốn chia sẻ với các bạn trong video ngày hôm nay. Thuận hy vọng là các bạn nhận được nhiều giá trị trong video này. Nếu mà nào muốn tìm hiểu những ưu đãi dành riêng cho cộng đồng của Thuận Capital thì có thể tìm hiểu bằng cách ta bấm vào cái link ở bên dưới video này để tìm hiểu những ưu đãi như là các bạn có thể nhận được bonus hay là giảm phí giao dịch lên tới 30% khi mà tham gia vào những sàn như là Bybit, OKX, Binance và một số những dịch vụ khác như các bạn nhìn thấy trên màn hình. Nhưng mà nào mà sử dụng sàn giao dịch tên thì nên dùng để mà mà thôi, không nên lưu trữ quá nhiều tiền trên sàn. Và Thuần sẽ hẹn gặp lại các bạn trong cái video kế tiếp. Tạm biệt các bạn. Và trong video ngày hôm nay đây chúng ta cũng có một nhà tài trợ các bạn nhưng mà nhà tài trợ đó chính là bản thân của Thuận Capital Thì như bạn có đã biết là Thuận đang gây dựng một cái kênh Thuận Capital Short Đây là một cái kênh mà có những cái video ngắn hơn để các bạn có thể dễ dàng theo dõi và nắm bắt nội dung Nhưng mà nào mà có thú đó thì có thể tham gia đăng ký vào kênh Thuận Capital Short cũng như là Thuận Capital cũng đang gây dựng kênh Cost TV các bạn và cũng gây dựng một thời gian dài rồi đây cũng là một cái trang web các bạn có thể sử dụng để mà xem những video của Thuận Capital và các bạn có thể tương tác để có thể kiếm được token cũng tương tự như là Steam ngày xưa nhưng mà nào mà có hứng thú đó thì có thể tham gia vào kênh Cost TV hay là kênh Thuận Capital Short.